chị gái mèo béo xác nhận dung mạo của em trai, chỉ công khai duy nhất hai hình nhiều hình ảnh được cho là dung mạo của mèo béo, ngoài đời được phát tán, tuy nhiên trong số đó, chỉ là hai tấm hình được chị gái anh chàng xác nhận và công khai với công chúng. Mèo béo sinh năm 2003, Hồ Nam, Trung Quốc. Mèo béo vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy hòa thuận. Ba mẹ đã ly dị từ khi chàng trai còn nhỏ. Cả tê ủi thơ mèo béo luôn lớn lên cùng mẹ, thiếu vắng đi hơi ấm của gia đình thật sự. Càng lớn, mối quan hệ giữa mèo béo cùng gia đình ngày càng xa cách. Anh chỉ thường liên lạc với chị gái. Thay vì học đại học, ở tê ủi 21, mèo béo sớm đã tự mình kiếm sống bằng nghề chơi game thuê cho người khác. Tuy nhiên, 2 năm trước, mèo béo đã bắt đầu quen biết với cô gái tên Đàm Trúc, 1997, trùng khánh thông qua việc chơi game. Trong thời gian 5 năm yêu nhau, chàng trai đã chuyển cho bạn gái của mình tổng cộng 510.000 nhân dân tệ, khoảng 1,8 tỷ đồng. Đó là chỉ riêng tê yên chuyển khoản, chưa kể đến túi sách hàng hiệu, tê yên mặt, vàng. Vậy nhưng, tất cả những gì nam thanh niên nhận lại chỉ là sự hứng hờ của bạn gái. Trong suốt 2 năm yêu nhau, chỉ có 2 lần gặp mặt. Cô bạn gái cũng được cho là liên tục cặp kè với cả nam lẫn nữ, chỉ lợi dụng mèo béo vì tê yên. Câu chuyện gây rúng động Trung Quốc, lan truyền sang cả Việt Nam và nhận được sự đồng cảm của nhiều người. Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, khá nhiều cư dân mạng Việt truyền tay nhau bức hình được cho là dung mạo của mèo béo. Đó là cậu trai có gương mặt trẻ trung, đôi mắt đẹp, dáng dấp vô cùng thư sinh. Ai nấy đều bày tỏ tiếc nuối vì sự ra đi đầy đau đớn của anh. Tuy nhiên, theo một số netizen, hình ảnh được cho là dung mạo thật của mèo béo đang dần dần trên mạng là không chính xác. Một số khẳng định người này là một thầy giáo trẻ tên là Dương Quốc Quốc, khá có tiếng trên Douyin ở Trung Quốc. Việc ai đó tung hình ảnh của vị thầy giáo này và khẳng định đó là gương mặt của mèo béo khiến nhiều fan hoang mang xen lẫn bức xúc. Còn có thông tin cho rằng thật ra dung mạo của mèo béo không giống như hình ảnh đăng tải trên mạng mới đây. Hình ảnh được cho là dung mạo thật của mèo béo, những hình ảnh được cho là mèo béo, điều này khiến nhiều người càng thêm tò mò về dung mạo thật của chàng trai xấu số. Tuy nhiên, chị gái mèo béo chỉ xác nhận duy nhất 2 tấm ảnh liên quan đến em trai. Dù không rõ mặt nhưng trong hình, mèo béo lúc này có dáng dấp cao gầy, đúng như miêu tả trước đó. 2 ảnh duy nhất được chị gái xác nhận là mèo béo trước đó. Chị gái mèo béo xác nhận những thông tin mèo béo cao 1m78, lúc mới đến trùng khánh nặng 100kg, lúc qua đời còn 80kg. Lần đầu gặp Đàm Trúc chê mèo béo mập nên tối hôm đó cậu đã khóc rất nhiều. Theo Sohu, chị gái của mèo béo đã ủy quyền cho luật sư xử lý vụ việc, cô tố cáo Đàm Trúc đã lợi dụng sự tin tưởng của mèo béo để lừa gạt tình cảm, cũng như tê yên bạc. Tổng số tê yên mà mèo béo đã đưa cho Đàm Trúc lên tới 500.000 tệ, khoảng 1,8 tỷ đồng. Chị gái mèo béo livestream bóc trần Đàm Trúc, cô chia sẻ trên trang cá nhân, hôm nay tôi đã ủy thác luật sư cùng đội ngũ luật sư xử lý vấn đề này. Tiếp theo mọi chuyện sẽ tuân thủ theo pháp luật. Tôi hy vọng, nhưng ai biết được chân tướng sự việc, có thể tự nguyện trở thành nhân chứng trước tòa, hoặc gửi bằng chứng vào tài khoản Douyin của tôi. Xin cảm ơn. Xót xa cho câu chuyện của chàng trai lụy tình, nhiều cư dân mạng đã mua và gửi đồ ăn nhanh, trà sữa, bánh mì, hoa gửi đến địa điểm mà chàng trai sinh năm 2003 đã ra đi. Sau sự việc đau lòng nói trên, nhiều cư dân mạng chỉ trích, lên án trái tim lạnh lùng của cô gái, đồng thời cho rằng chàng trai quá lụy tình, suy nghĩ nông cạn. Nhiều ý kiến cho rằng, giới trẻ thường yêu đương bồng bột, khi bị chia tay hay bị bỏ rơi sẽ suy nghĩ thiếu chín chắn, sáng suốt. Vì vậy, cha mẹ cần là chỗ dựa, chia sẻ kinh nghiệm để các con không bị rơi vào thảm kịch lúc tình yêu tan vỡ.